mình thiết lập là có hiện mã thông báo thì mình bấm Z một cái nữa là lập tức livestream sẽ lên thôi. Các bạn đợi một tí. Đó, các bạn thấy là nó đang setting lên. Rồi, vậy là stream đã lên rồi các bạn ạ. Các bạn thấy không ạ? Đây, livestream đã lên. Và một cái lưu ý nữa, khi mà các bạn livestream thì cái điều cấm kỵ nhất đó là các bạn bật âm thanh của livestream bằng chính cái máy bạn đang live. Thường người ta sẽ để ở cái mức cái phần là mute sẵn các bạn, là tắt âm thanh sẵn, nhưng mà một số bạn vẫn mở lên, và khi mở lên thì chuyện gì sẽ xảy ra, các bạn sẽ xem thử ha. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó sẽ lặp đi lặp lại. Nó sẽ lặp đi lặp lại liên tục. Nó lặp đi lặp lại liên tục. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ lặp đi lặp lại. Nó sẽ lặp đi lặp lại liên tục. Nó lặp đi lặp lại liên tục. Đó, các bạn thấy không? Rồi, đó, các bạn đã hiểu vấn đề chưa? Là cái việc livestream cấm kỵ nhất đó là xem lại livestream của mình mà mở tiếng thì nó sẽ thu vào đâu? Nó sẽ thu vào phần desktop audio. Nó sẽ thu vào đây. Và nó lại phát lên lại lên livestream. Và sau đó là lại thu. Ngược vào trong đây và nó lại đẩy lên và nó thành vùng lặp. Và các bạn thường hỏi mình là tại sao livestream mà nó cứ bị lặp tiếng hoài là như vậy ha. Rồi, các bạn lưu ý cho mình là khi livestream các bạn muốn kiểm tra cái livestream của bạn thì một là các bạn tắt âm thanh ở đây đi, rồi các bạn mới mở âm thanh ở đây. Hai á là các bạn mở âm thanh đây thì các bạn phải tắt ở đây ha. Không có việc mà mở hai cái liên tục, nó sẽ bị lặp âm thanh. Âm thanh ở đây. Rồi, bây giờ muốn dừng livestream thì như thế nào? Chúng ta sẽ bấm vào stop streaming ở đây. Click OK là nó sẽ dừng livestream. Đó, các bạn sẽ đợi một tí thì nó sẽ tự động nó dừng livestream lại thôi. Đó, các bạn thấy là nó đã offline rồi. Như vậy. Và video livestream của bạn nó sẽ tự động upload lại lên ha. Nên các bạn không cần phải lo điều gì hết. Nó sẽ tự động upload lại ở trong cái phần video manager ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với phần livestream với Facebook. Thì livestream với Facebook thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ mở Facebook lên. Rồi các bạn vào trang cá nhân của bạn. Ở đây cái phần tạo bài viết này. Các bạn sẽ tìm cái nút là trực tiếp. Click vào đây. Nó sẽ ở bên này nó sẽ hiện camera bạn lên. Ha. Rồi, thì các bạn sẽ bấm vào phần kết nối. Phần kết nối ở đây. Rồi sau đó các bạn sẽ
cây cuôi. Tất cả phải chờ 5 phút đúng không? Không biết, ừ chắc thế đúng rồi. Chỉ có đúng thôi, làm gì có từ sai ở đây. Sao? Hôm qua mày bị... Ui ôi, 30 phút. Sao thế? Hay là bố mày thoát lắm quá? Ờ, tao nghĩ mày chờ một trận, tao đánh một trận đấu trường chân lý là ok ấy. Ờ, thế thì thoát ra đi. Chờ nhá. Ờ. Chờ đi. To
chào bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video để hướng dẫn các bạn cách livestream với OBS. Thì hướng dẫn của mình sẽ được áp dụng trên cả Win 7 lẫn Win 10. Đầu tiên các bạn cần doing drugs, drinking fast, and we talk slow. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. We were staying in Paris to get away from your parents. And I thought, well, if I could take this in a shop right now, I don't think that we could work this out. Oh, we crazy, living our life through the lens. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful.
that I can't explain it. What can I say? It's complicated. I don't wanna live forever, cause I know I'll be living in vain. And I don't wanna think wherever, I just wanna keep calling your name until you come back. Sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, nowhere's high enough. Been reading books of gold, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control. You are unforgettable, I need to get you along. When I miss you, all I get is spotlight. I feel I'm alone, I'll be taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine, the clock is ticking, so stay. All you have to do is despacito. Quiero respirar que fue despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. I think about her and she knows it. My mom's called, seen on TV. Sounds like shit don't change. Ever since we was on a dream and all. Ever since I was young, they said I would run up. Now they always say congratulations. You can't have a mate if you wanted to. These expensive, these is red bottles.